Đoạn rap ngắn ngủi 20 giây của rapper ngôi sao người Mỹ Snoop Dogg là một chi tiết khiến dư luận quan tâm về bài hát mới của Sơn Tùng MTP vì sự đắt đỏ của nó. Giới trong nghề đưa ra con số tham khảo, ít nhất phải đặt lên bàn 40.000 đô la Mỹ, tức gần 1 tỷ đồng, mới có thể nói chuyện hợp tác với một tên tuổi tầm cỡ như vậy. Tóm lại, nếu chi phí trung bình hiện nay là 1 tỷ đồng để có được một bản thu và video chất lượng tốt ở thị trường Việt Nam, thì với trường hợp của Sơn Tùng, con số có thể phải nhân lên hàng chục lần như thế. Các kết quả đến thời điểm này cho thấy Sơn Tùng làm đúng, ít nhất là với nền tảng YouTube, đưa cái tên nghệ sĩ Việt xếp cạnh những ngôi sao quốc tế, nhưng làm đúng đã có nghĩa là làm đủ hay chưa? Thay vì dùng tiền để mua siêu xe, Sơn Tùng dùng tiền kiếm được từ âm nhạc để mời một ngôi sao tầm thế giới, liên tục tái đầu tư để phát triển sản phẩm. Đây chính là tư duy của một doanh nhân. Mọi thứ trở thành cuộc đua và chiến thắng về kỷ lục. Vì đã có tính toán nên hành trình làm nhạc của Tùng đã không chỉ đơn giản là làm nhạc nữa. Tại một thị trường thiếu vắng các hệ thống đánh giá chuẩn mực sản phẩm âm nhạc như Việt Nam, thì lượng xem video trên nền tảng miễn phí YouTube trong nhiều trường hợp thậm chí trở thành thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của sản phẩm. Thì ở một khía cạnh nào đó, cuộc đua về sản phẩm âm nhạc sẽ trở thành cuộc đua về chi phí đầu tư cho nhiều yếu tố ngoài âm nhạc. Hệ quả là thị trường sẽ dư thừa các sản phẩm âm nhạc mang tiếng là hút views nhưng lại mau chóng bị lãng quên như một loại mì ăn liền. Tại các nước phát triển trên thế giới thì những hệ thống xếp hạng âm nhạc như là Billboard cân bằng lại việc này khi chỉ tính lượt views trên YouTube là một yếu tố phụ để cấu thành chỉ số đo mức độ thành công về thương mại của một sản phẩm. Còn các yếu tố chính lại mang tính thực chất hơn như là lượt mua nhạc, lượt phát trên hệ thống radio. Đó là lý do dù không có bất kỳ video 100 triệu view nào trên YouTube, Mỹ Tâm hiện vẫn là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được ghi nhận bởi hệ thống xếp hạng của Billboard vì cô chú trọng phát hành sản phẩm của mình trên các nền tảng có phí. Ở thị trường mà, người ta nghe và tải nhạc miễn phí, có thể bán được nhiều album tới mức lọt top như vậy là cả một kỳ tích. Vẫn còn một mảng bỏ ngỏ trong việc xếp hạng, bình chọn các sản phẩm âm nhạc có uy tín ở Việt Nam. Ai sẽ là người đứng ra làm việc này? Câu chuyện một YouTuber gây tranh cãi khi tuyên bố bỏ ra đến 50 triệu đồng để bao cả một quán net chỉ để cày view, tức là nghe đi nghe lại video mới của Sơn Tùng MTP, đã phần nào phản ánh sự thiếu thực chất trong hệ thống đánh giá âm nhạc tại Việt Nam hiện nay. Không thể phủ nhận là lượng xem lớn này, mà đặc biệt là công sức và cả chi phí mà những nghệ sĩ như Sơn Tùng bỏ ra, phần nào đó thực hiện được mục tiêu là đưa hình ảnh âm nhạc Việt Nam gần hơn với tầm quốc tế. Tuy nhiên về lâu dài, điều quan trọng hơn mà thị trường Việt Nam cần có được đó là một hệ thống đánh giá đủ để khuyến khích những yếu tố thực chất hơn trong âm nhạc, như cách mà nữ nghệ sĩ người Anh Adele với những yếu tố bản năng nhất của người nghệ sĩ là giọng hát và những ca khúc chạm đến lòng người có thể bán ra được đến hơn 50 triệu bản album trên toàn cầu chỉ trong thập kỷ này, bao gồm cả Việt Nam. Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị về các vấn đề kinh tế trên các trang fanpage của VTV24. Xin hẹn gặp lại.